Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20 hôm qua đã ra tuyên bố chung, theo đó, cam kết đảm bảo an ninh lương thực cho mọi người dân, đồng thời góp phần quản lý tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên bố nhấn mạnh tăng cường bền vững chỉ đạt được khi gắn liền với nền nông nghiệp phát triển lành mạnh về mặt kinh tế, có khả năng tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân. Cùng với đó, quá trình xây dựng hoạch định chính sách cũng phải tính tới vai trò chủ đạo của thanh niên, phụ nữ, người dân bản địa và các cộng đồng địa phương. Tuyên bố nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe của con người với động thực vật và môi trường, từ đó kêu gọi ủng hộ cách tiếp cận một sức khỏe nhằm khắc phục tình trạng kháng thuốc kháng sinh, phòng ngừa nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm mới từ động vật. Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 9 tại Florence, Italy. <laughs>